Theo Bộ Công Thương Việt Nam, Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ hai của Thái Lan trong ASEAN. Năm 2021, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Thái Lan đạt gần 19 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,9% so với năm 2020. Đây là mức kim ngạch cao nhất từ trước tới nay. 3 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt gần 5 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Tại kỳ họp lần thứ tư Ủy ban Thương mại hỗn hợp Việt Nam-Thái Lan vừa được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan, hai bên đã rà soát tình hình hợp tác, đánh giá những kết quả tích cực đã đạt được, cũng như một số hạn chế trong quan hệ thương mại và hợp tác trong các lĩnh vực liên quan kể từ kỳ họp lần thứ 3 tổ chức vào năm 2018. Trên cơ sở đó, hai bên đã bàn bạc, thống nhất một số định hướng, giải pháp, kế hoạch hoạt động cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn hậu Covid, hướng đến mục tiêu sớm đạt được kim ngạch thương mại song phương đến năm 2025 đạt 25 tỷ đô la Mỹ. Để đạt được mục tiêu này, hai bên thống nhất sẽ giảm tối đa việc áp dụng, đồng thời tìm phương hướng giải quyết các rào cản thương mại không cần thiết nhằm đảm bảo sự vận hành bình thường của các chuỗi cung ứng, thiết lập kênh trao đổi thông tin giữa các cơ quan phụ trách lĩnh vực phòng vệ thương mại, phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại tại Thái Lan và Việt Nam, khuyến khích các tập đoàn bán lẻ của Thái Lan làm cầu nối đưa hàng hóa Việt Nam đến với người tiêu dùng Thái Lan và người tiêu dùng tại các nước mà Thái Lan có đầu tư phát triển hệ thống phân phối, tìm kiếm các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực logistics để hỗ trợ, nâng cao hiệu quả hoạt động thương mại. Phía Việt Nam đã đề nghị Thái Lan trao đổi, chia sẻ thông tin về cơ chế chính sách, thủ tục nhập khẩu của Thái Lan, dỡ bỏ những quy định không cần thiết đối với các mặt hàng Việt Nam quan tâm, trong đó có mặt hàng sắt thép, đường, sữa, sắn lát, vân vân. Trong cái phiên họp mà Ủy ban hỗn hợp giữa Việt Nam và Thái Lan hôm nay, thì hai bên chúng tôi đã thẳng thắn trao đổi những kết quả đạt được, những hạn chế yếu kém và nguyên nhân trong 3 năm qua, đồng thời cũng chỉ ra những cái nhiệm vụ giải pháp cần tập trung vào trong thời gian tới. Tôi và ngài Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Thương mại Thái Lan đã thống nhất rất nhiều các nhiệm vụ giải pháp và cũng đã thống nhất giao cho các cái bộ phận kỹ thuật của hai bên khẩn trương thực hiện những cái nhiệm vụ này để đạt được các mục tiêu mà hai bên đề ra. Lãnh đạo hai nước đã đặt ra mục tiêu đến năm 2025 phải đạt được kim ngạch hai chiều là 25 tỷ đô la. Trong khi đó thì ở thời điểm này là chúng ta đã đạt cái ngưỡng 18,8 tỷ đô. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy rằng là còn có 3 năm nữa mà phải nâng cái kim ngạch lên tới 7 tỷ đô la thì số ấy có vẻ lớn. Nhưng nếu mà nhìn vào cái cơ cấu ngành hàng, cơ cấu mặt hàng và tiềm năng của mỗi bên thì chúng tôi cho rằng là cái mục tiêu ấy hoàn toàn có thể thực hiện được. Điều quan trọng nhất là hai bên phải thường xuyên trao đổi ở cấp kỹ thuật và cũng thường xuyên trao đổi ở cấp bộ ngành để kịp thời tháo gỡ những rào cản về thương mại, nhất là thuận lợi hóa trong việc xuất nhập khẩu để hàng hóa của mỗi bên vào nhau lớn hơn, hay là trong bối cảnh này thì hai bên hợp tác với nhau hiệu quả hơn trong lĩnh vực khai thác và chế biến các cái khoáng sản trở thành những nguyên liệu đầu vào cho các ngành sản xuất. Thái Lan luôn mong muốn và sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để giải quyết những vấn đề vướng mắc cũng như để khắc phục những khó khăn đang đặt ra cho hai nước nhằm nâng cao hơn nữa quan hệ thương mại giữa hai bên. Cụ thể, trong thời gian tới, sẽ tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trong các cơ chế tiểu vùng, khu vực và đa phương như ASEAN, APEC, ASEM để khắc phục những tác động của dịch COVID-19. Nhất trí phối hợp trong việc thực thi và nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN và các Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN Cộng. Bộ Thương mại Thái Lan sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tích cực phối hợp với các cơ quan hữu quan của Thái Lan để xử lý những vấn đề còn vướng mắc, đưa quan hệ thương mại song phương đạt được mục tiêu đã đề ra. Kết thúc kỳ họp, hai trưởng đoàn khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ Thương mại Thái Lan, Bộ Công Thương Việt Nam, làm việc với các cơ quan hữu quan để triển khai kết quả kỳ họp, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước.